Hello, xin chào các bạn, mình là Isaac. Chào mừng các bạn đến với kênh Cà Phê Vlog. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có một ly cà phê cực kỳ ngon, cực kỳ rẻ mà lại bổ ích cho sức khỏe nữa. Cái tiền chúng ta quậy, cái tiền chúng ta đều quậy. Rồi sau đó chúng ta đổ vô ly. Nghe là đổ xong đó mà. Thật không ngon quá đi thử. Nhưng để cà phê ngon hơn, chúng ta phải tiếp tục quậy.